Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình ha. Thì bữa nay mình sẽ cùng với gia đình đi La Ghi chơi, thì trên đường đi có cái gì hay thì mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Đây, bữa nay mình sẽ đi chiếc Fortuner đây. Mình đã tới đồi Cù rồi ha các bạn. Nhìn quang cảnh tuyệt vời không? Đây, sẽ quay bên đây cho các bạn dễ quan sát. Hai bên. Nhưng mà mình thấy bên đây đẹp hơn nè, mình quay phía trước cho các bạn xem. Các bạn, mình đi từ Củ Chi ra ngoài bãi biển Cam Bình ha. Chỗ này khá là rộng bạn, lần đầu tiên mình mới tới. Hôm nay thì đi chung với gia đình. Tí xíu mình sẽ đi xuống dưới bãi biển quay cho các bạn xem ha. Bữa nay là mình đi thứ năm đúng không? Thứ năm chứ. Thứ tư. Hôm nay đi thứ tư mà rất là đông các bạn. Nếu mà đi ngày cuối tuần mình không biết là có chỗ đậu xe không ha. Dữ dằn, có xe rùa đẩy đồ vô luôn các bạn. Hay đi gia đình thì đem đồ hơi nhiều. Rất là lâu rồi mới đi chung tour với vợ. Bạn này đi tour xe hơi ha. Có thêm con nhỏ này nữa. Đây là cái tour đầu tiên của nó. Đoàn lớn là chơi xe bự. Nguyên khu này là của cái chủ hồi nãy để xe các bạn. Đó, ở dưới đi. Chỗ nào ngồi chỗ nào được, bắt võng được. Hả? Ngồi chỗ nào có võng không? Không. Cho em bé ngủ. Mấy cái bàn nằm bằng đằng trước. Ai cũng đeo hết hả? Cho biết đòn bên đây. Nếu nữa mình đi tắm, mình đi vệ sinh thay đồ là người ta không có chặn lại, người ta hỏi. Có cái này rồi. Dùng quản lý ở trong quán mình. Là mình hay mình tắm chỗ nào? Dạ. Tắm đâu? Tắm trong kia kìa.
như gà mà đeo thẻ ơ bò đeo thẻ mà. F1 F ấy hơn à. Ừ, xuống đây ngon rồi sao rồi? Xuống đây ngồi là có chỗ nướng rồi kia. Nhưng ở đây tí xíu hơi nắng à. Ừ, nắng. Kệ, ngồi trển đi cho mát. Đi, đi vào dầm dầm. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới bãi biển quay cho các bạn xem ha. Ở dưới này thì có cho mướn xe bò nè, để đi vòng vòng hoặc là chụp hình. Đây, mình sẽ ra check in biển Cam Bình ha các bạn. Bãi biển còn khá là hoang sơ. Sóng biển mạnh đó các bạn. Ở đây thì không có, hình như mình không thấy ai cứu hộ hết á, hay là chưa tới giờ không biết. Cũng khá là vắng người tắm biển. Nhưng ở đây hình như là có cho mướn cano các bạn à. Mình ngồi đằng sau người ta sẽ chở mình đi trên biển chứ không phải là mình lái nha. Mình nghĩ là không lái đâu, không quen, không lái được đâu. Lật là uống nước mệt luôn á. Ở đây thì cát hộp nào hộp đó to to không à, giống như hộp sạn chứ không phải là cát mịn giống như biển Vũng Tàu các bạn. Đó, bãi biển mà trải dài ra tuốt mút chỉ đằng xa kia luôn rồi các bạn. Thoáng lắm, cảm giác thoải mái. Nếu như mà mình đi tắm biển mình muốn có một cái không gian thiên nhiên á thì bãi biển Cam Bình ở La Ghi là một điểm đến rất là tuyệt vời. Ở dưới này là có bán nè hải sản nè các bạn. Bữa nay thì ngày thường nên là không có đông á, chứ nếu như mà ngày chủ nhật hoặc là ngày lễ mình nghĩ là đây bán hải sản nhiều lắm. Nhưng mà dù ít thì mình đi ngang mình liếc sơ sơ thấy cũng bán cũng đủ ăn rồi, chứ không phải là không có cái gì ăn đâu các bạn. Đó, có thể là ngồi xuống tới dưới gần biển luôn nè. Ở trong đó là hàng dương. Một cái bãi biển Cam Bình như thế này thì được chia làm rất là nhiều khu. Ví dụ như là người ta đấu hầu là từng khu từng khu từng khu. Đó, như khu mình ở bên trong này. Và là dài dài dọc dọc nè các bạn thấy không? Nước biển thì cũng cỡ cỡ Vũng Tàu. Bữa đó mình tắm đó các bạn, nó không có trong nhưng mà tắm ok, nước sạch chứ không có bị đục dơ. Làm con quay luôn. Dạ. Thế làm con quay luôn. Bao nhiêu một vòng anh? Có 200 anh. À rồi tí. À tí xíu. Đây là chậm chậm ra ngoài em á, từ từ anh quay. Rồi rồi rồi. Okay. Tí xíu mình sẽ đi chơi cano nước hả các bạn. Bây giờ đi quay vòng vòng cảnh cho các bạn xem. Biển sóng nhẹ nhàng lắm. Với lại là cái bãi biển này á các bạn thấy không, người ta ra đứng đó xa xa mà mới tới đầu gối à. Nói chung là nó lài lài, nó không có sâu. Hôm bữa mình đi Vũng Tàu là nước ròng, biển nó rút sâu xa ra, cho nên là nó bị trũng xuống đó các bạn, tắm nó không có được ok cho lắm. Bữa nay thì bãi biển đẹp. Quá tuyệt vời. Không biết nói gì hết. Nói chung á thì mình đánh giá nước biển với bãi tắm ở đây ok. Nhưng mà còn cát biển thì không có được đẹp các bạn. Cái cát biển nó hộp bự quá. Hộp bự mà nó còn lẫn theo vỏ sò đồ tùm lum hết. Nhưng mà ở đây biển hoang sơ, sạch, không có bị ô nhiễm. Mình đi lông thì mình thấy cũng ít lắm chứ không có nhiều các bạn. Bây giờ mình sẽ vô trong cái khu mà bán đồ chợ hải sản quay cho các bạn xem ha. Đồ tươi sống mình đem vô trong chủ nhà hàng hồi nãy lúc mình thuê ghế rồi bàn chiếu
bàn rồi võng, họ sẽ làm cho mình luôn, họ nấu cho mình. Còn ví dụ như mình không muốn lựa thì người ta làm món sẵn cho mình luôn, mình chỉ việc kêu món thôi. Còn mình muốn đi lựa thích ăn cái gì, đồ tươi sống thì mình lựa. Ở đây tính máu luôn bạn, tính là ngọt thao luôn nè, ghẹ nè, nhìn rất là tươi sống. Ốc, ốc bự bự không mà, ốc bông tai nè, rồi tôm tích nè, cá biển. Bây giờ mình sẽ đi qua vé bên đây thử xem. Ở đây là thuyền thúng người ta câu mực nữa các bạn. Theo mình đón vậy thôi ha. Thấy gắn đèn rất là nhiều, mà thường thường mình ta đi câu mực ban đêm là ta thường hay gắn đèn á. Quá trời thuyền thúng luôn. Con đó con gì vậy ta? Giống cua biển quá. Không phải cua. Ba này cái con đó con gì vậy? Đó. Con gì ngộ vậy? Không phải cua. Con càng cứ. Nó làm sao vậy? Con càng cứ. À càng cứ hả? Ở đây á bạn, là thuyền húng á, người ta lấy máy cày á, người ta chở vào luôn đó. Chở xe máy cày chở. Họ xe máy cày người ta chở cái thuyền húng vô à. Ở đây rất là nhiều thuyền húng bạn, cho nên là không thể nào mà kéo bằng sức người vào được đâu nha. Đó. Đó, tôm hùm nè các bạn. Phải chừng nó búng trúng tay chảy máu. Cái con này tôi gỡ lên cho tôi tay còn sống luôn, hết 100.000 con tay này, 100.000 hết thau luôn, còn sống luôn á. Nghe rồi. Đây ba mình ổng mua 4 con tôm hùm nữa bạn. Chút xíu nữa sẽ làm món gì vậy ta? Chút xíu mình quay tiếp cho các bạn xem coi là tôm hùm làm món gì nha. Thường thì ta nướng bơ tỏi, rồi phô mai. Ốc mỡ ăn chưa? 100.000 hay không? Đuối, bỏ bịch đi. Tôi gom đây. Cái chợ bà bán rất là nhiều hải sản, mực, cá, cua, ghẹ, tôm, sò, đồ ốc, đồ quá trời luôn các bạn. Sau khi mà đi một vòng vô các bạn thì mình thấy là bãi biển Cam Bình rất là tuyệt vời ha. Nó phù hợp cho các bạn mà ví dụ như mình đi 2 người nè, hoặc là mình đi chung gia đình, nhất là đi chung gia đình nha. Các bạn nhìn thấy sau lưng của mình không? Bàn ghế rất là nhiều.
phù hợp với đi gia đình và những cái đoàn mà lớn lớn á. Tại vì những cái yếu tố sau đây, thứ nhất là bãi biển hoang sơ đẹp nè, thứ hai là hải sản rất là tươi. Mình không nói về giá nha, giá thì nó cũng tương đối tùy theo cái loại hải sản mình mua, ví dụ như là ốc rồi cá nè, rồi tôm bình thường nè. Còn tôm hùm thì giá nó cũng hơi cao, tôm hùm hồi nãy 1 kg 2 tầm khoảng 900.000 các bạn, đó là ba mình mua ha, mình đi heo mình coi thôi, chứ bữa nay thì có người lớn đi mình không có mua, không có gì hết. Còn chừng nào mà dẫn anh em mà đi 500 anh em mà đi tour đó mà vô mấy chỗ này thì mình sẽ là người đi đầu, đi chợ mua hải sản rồi nấu nướng. Ở đây người ta có cho mình mượn bếp nè, chén đũa đó. Các bạn có thể là mình tự làm cũng được, tự làm chế biến hải sản hoặc là để cho nhà bếp người ta làm, tùy vào các bạn. Rất là ok, các bạn nên đi thử bãi biển Cam Bình một lần ha. Ở La Ghi các bạn search là bãi biển Cam Bình đó là ra, còn nếu không các bạn search là resort Cam Bình đó là nó chỉ mình qua bên kia là không phải nha. Bãi biển Cam Bình La Ghi mới vô hả? Dạ. Nhìn cái con cá cái mang mắt làm gì? Để nhìn cái con mắt nó thì không, nó muốn ăn con cá. Cá tươi không? Tươi. Đâu, con cá coi, nó mới coi, vô. Coi. Đó, mắt nhìn con mắt mà nó đục quá thì không được. Bên mang lại cho cô coi. Con cá nó không có tươi đâu. Đâu cái con này coi. Con đó không tươi. Đâu con này coi. Làm gì ạ? Nó nướng. Rồi con đó đi. Rồi con này là 135.000. 2 thôi. Còn mắc hơn ở thành phố nữa. Cái thang mắc. Con nướng tại chỗ luôn, còn con cũng lên đến kêu nó làm. Thì nó là nó có lò than. Món cá nướng với lại cái món tôm hùm thì đang làm các bạn. Bây giờ họ đã làm cho mình được cái món cái giờ gọi là gì quên rồi ta. Cá đuối nướng cái gì nè. Cá đuối hấp mỡ hành các bạn. Còn đây là tôm bạc biển hấp. Đây còn bốc khói luôn các bạn. Địa điểm tại ban quản lý các điểm du lịch cộng đồng La thông báo số 19 ngày 25 tháng 2 năm 2020 thông báo là việc tổ chức bốc thăm nhận điểm kinh doanh vào khu vực số 13 đợt 1 tại điểm du lịch cộng đồng Cam Bình xã Tân Phước. Thực hiện sự chỉ đạo của phó chủ tịch điểm du lịch cộng đồng La Dương sẽ bố trí điểm kinh doanh theo kết quả bốc thăm của các hộ kinh doanh với ngành nghề kinh doanh như hải sản tươi sống, hải sản khô, hàng lưu niệm, hàng ăn uống, vân vân. Mỗi hộ kinh doanh sẽ được bố trí một lô với diện tích tùy theo ngành hàng kinh doanh. Bố trí sắp xếp ngành hàng kinh doanh như sau. Đối với mặt hàng ăn uống, diện tích là 10m2, được bố trí từ lô số 1 đến lô số 24. Đối với hàng hải sản khô, phòng shop, diện tích là 5m2, được bố trí từ lô số 25 đến lô số 40. Đối với hàng hải sản tươi sống, diện tích là 5m2, được bố trí từ lô số 41 đến lô số 65. Đối với mặt hàng hấp nướng hải sản, diện tích là 5m2, được bố trí từ lô 66 đến lô số 75. Đối với hàng lưu niệm, diện tích là 10m2, được bố trí từ lô số 76 đến lô số 85. Ban quản lý các điểm du lịch cộng đồng La Ghi cũng thông báo đến các hộ kinh doanh tại điểm du lịch cộng đồng Cam Bình được biết và tham gia bốc thăm. Cứ thay trưởng ban, phó trưởng ban Trần Thị Phương Nhung. Tôm rất là chắc các bạn. Nhìn cái con tôm là không muốn ăn luôn á. Nhưng mà ăn thì ngọt với lại chắc thịt lắm. Cái vỏ nó chắc ghê ta. Ngọt phải không? Cái vỏ nó cứng như y như tôm sắt từng giờ. Của tôm này là tôm biển hả? Ừ. Bạc biển. Tôm biển cho nên ăn nghe nó có mùi cứng thịt. Nó cứng thịt hơn. Cái tôm ở trong nước ngọt mà. Ngon lắm bạn. Dễ ăn.
cái gọc nó ngon, béo béo mật ngọt. Chi phí của một cái tour như thế này mà các bạn đi bằng xe máy á, thì nó rơi vào khoảng nếu mà đi 4 người nếu mà anh uống thì nó tầm khoảng triệu đổ lại à. Không, đâu có ăn tôm hùm đâu, ví dụ như ăn ốc nè, mấy con mà bự bự á, nướng mỡ hành nè rồi tôm này thì người vô đâu có nhiêu đâu. Ừ. 1 triệu một người là dư sức luôn, các bạn ăn phủ phê luôn á. Ủy ban nhân dân thị xã La Di, ban quản lý các điểm du lịch cộng đồng La Di thông báo số 19 ngày 25 tháng 2 năm 2020 thông báo về việc tổ chức bốc thăm nhận điểm kinh doanh vào khu vực số 13 đợt 1 tại điểm du lịch cộng đồng Tân Bình, xã Tân Phước, thực hiện sự chỉ đạo của phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Trần Thanh Quế tại thông báo số 23 ngày 14 tháng 2 năm 2020 giao cho ban quản lý các điểm du lịch cộng đồng La Di phân lô tổ chức bốc thăm cho các hộ kinh doanh vào khu vực số 13. Nay ban quản lý các điểm du lịch cộng đồng La Di thông báo đến các hộ kinh doanh có trong danh sách được bố trí cấp phép điểm kinh doanh vào khu vực số 13 với thời gian và địa điểm như sau. Có tôm này hơi thời gian bốc thăm là vào lúc 14 giờ ngày 2 tháng 3 năm 2020 500.000 ký tại ban quản lý các điểm du lịch cộng đồng La Di. Ban quản lý các điểm du lịch cộng đồng La Di sẽ bố trí điểm kinh doanh theo kết quả bốc thăm của các hộ kinh doanh với ngành nghề kinh doanh như hải sản tươi sống, hải sản khô, hàng lưu niệm, hàng ăn uống, vân vân. Mỗi hộ kinh doanh sẽ được bố trí một lô với diện tích kinh doanh ngành hàng kinh doanh, bố trí sắp xếp ngành hàng kinh doanh cụ thể như sau. Đối với mặt hàng ăn uống, tàu nhìn tôm to được tiếp luôn từ lô số 1 đến lô số 2 nước rồi dân nước đối với mặt hàng hải sản khô thùng xốp diện tích là 5m2 được bố trí từ lô số 25 đến lô số 40 đối với mặt hàng hải sản tươi sống diện tích là 5m2 được bố trí từ lô số 41 đến lô số 45 đối với mặt hàng hấp nướng hải sản diện tích là 5m2 được bố trí từ lô số 66 đến lô số 75 đối với mặt hàng lưu niệm. Đây là vợ mình là nhà nuôi tôm nè các bạn. Ăn mì gói là chứ lại tôm là bình thường. Ăn tôm riết ngán luôn. Trời, con tôm bự ghê ha. Tôm chúa luôn. Con này mà không biết là nó bự hết cỡ, nó bự nhiêu ta. Nhắc lại thông báo số 19 cũng có cỡ tôm hùm luôn, có gì giỡn đâu. Tôm hùm nãy mua chắc bự bằng con này. Vậy chứ mẹ lột cái vỏ ra nó còn bằng con này nè. Thực hiện sự chỉ đạo của phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Trần Thanh Quế tại thông báo số 23 thông báo đến các hộ kinh doanh có trong danh sách được bố trí sắp xếp điểm kinh doanh vào khu vực số 13 với thời gian và địa điểm như sau. Thời gian tổ chức bốc thăm là vào lúc 14 giờ ngày 2 tháng 3 năm 2020. Địa điểm tại ban quản lý các điểm du lịch cộng đồng La Di. Ban quản lý các điểm du lịch cộng đồng La Di sẽ bố trí điểm kinh doanh theo kết quả bốc thăm của các hộ kinh doanh với những ngành nghề kinh doanh như hải sản tươi sống, hải sản khô, hàng lưu niệm, hàng ăn uống, vân vân. Mỗi hộ kinh doanh sẽ được bố trí một lô với diện tích từ ngành hàng này, kinh doanh bố trí sắp xếp ngành hàng kinh doanh như tiêu này đâu có đúng đâu. Đối với mặt hàng ăn uống diện tích là 10m2 được bố trí từ lô số 1 đến lô số 24. Đối với mặt hàng hải sản khô thùng xốp diện tích là 5m2 được bố trí từ lô số 25 đến lô số 40. Đối với mặt hàng hải sản tươi sống diện tích là 5m2 được bố trí từ lô số 41 đến lô số 65. Đối với mặt hàng hấp nước diện tích là 5m2 được bố trí từ lô số 66 đến lô số 75. Đối với mặt hàng hàng lưu niệm diện tích là 10m2 được bố trí từ lô số 76 đến lô số 85. Ban quản lý các điểm du lịch cộng đồng La Di chính thông báo đến các hộ kinh doanh tại điểm du lịch cộng đồng Tân Bình được biết và tham gia bốc thăm ký thay trưởng ban, phó trưởng ban Trần Thị Phương Vân. Vậy cái nó hấp chín cho mình em rồi. Hấp chín đem về còn không? Ngon, nhưng mà để sống về bỏ tủ lạnh là xúc đầu. Xúc đầu thì còn không lột. Xúc đầu nó đen á. Chứ mà xúc đầu thì nó không tươi. Nó đen thôi à, đen cái đầu. Còn ngon vậy mà con nhà cắt dẹp ăn còn cắt hơn miếng thịt heo nạc nè. Ngon, ngon, ba mua. Tôm này mà dẹp có thịt heo thì buồn bã quá. Ôi, trời ơi, con này đúng rồi, này nó chắc nè. Có thịt heo không? Về lột, hấp sẵn cái mình đem về lột. Nó hấp đi. Bỏ vô. Để bỏ đá lên trời ơi. Trời ơi, nãy giờ vậy mà trời ơi, chết rồi. Giờ không biết còn không nữa.
đây bán thau không? Biết sao không? Con tôm ở trong xứ mình á, kho thịt nó bở lã. Nghe y như là nghe thịt tôm hùm y chang luôn, dai lắm. Nhưng mà nó không giống như tôm hùm. Tôm hùm mà luộc lên ăn không nổi, dở lắm. Ăn chừng chút xíu mà ngán à. Con tôm này nó dai vừa thôi, không có quá cứng. Nhưng mà cái này mua chắc chừng khoảng nửa ký là ăn vừa. Tôm màu buốt lần cả ký ăn một bịch luôn, ăn sao nổi. Ký mấy? Ký mấy à? Ăn hết. Đem về kho thịt luôn. Để ăn mấy cái kia chứ ăn cái này không no thôi, ăn cái kia. Ừ, ăn cái này coi. Cá đuối nướng quá. Đây bây giờ tới món cá đuối nướng mỡ hành. Mình thì mình không có thích cái món cá đuối nướng mỡ hành các bạn. Phải ăn nó sực sực khó chịu lắm. Hồi hôm bữa chủ nhật mới đi lỗ cá đuối Vũng Tàu nè. Ủy ban nhân dân thị xã La Di đang quản lý các điểm du lịch cộng đồng La Di thông báo số 19 ngày 25 tháng 2 năm 2020 thông báo về việc tổ chức khám phá nhận điểm kinh doanh vào khu vực số 13 đợt 1 tại điểm du lịch cộng đồng Tâm Bình xã Tâm. Cá đuối này là cá đuối dưới biển đem lên nó tươi. Còn mà cá đuối mà mình vô trong quán tiệm ăn đó là người ta rộng cũng lâu rồi. Giao cho ban quản lý các điểm du lịch cộng đồng La Di về điểm như sau. Thời gian tổ chức bốc thăm là vào lúc 14 giờ ngày 2 tháng 3 năm 2020 địa điểm tại văn phòng ban quản lý các điểm du lịch cộng đồng La Di. Ban quản lý các điểm du lịch cộng đồng La Di sẽ bố trí điểm kinh doanh theo kết quả bốc thăm của các hộ kinh doanh với ngành nghề kinh doanh như hải sản tươi sống, hải sản khô, hàng lưu niệm, hàng ăn uống, vân vân. Mỗi hộ kinh doanh sẽ được bố trí một lô với diện tích tùy theo ngành hàng kinh doanh, được bố trí sắp xếp ngành hàng kinh doanh như sau. Cá đuối này ăn nó không bị tanh. Diện tích là 10 mét vuông, được bố trí từ lô số 1 đến lô số 24. Nó có cái vị tanh tanh khó chịu lắm. Diện tích là 5 mét vuông, được bố trí từ lô số 25 đến lô số 40. Đối với hàng hải sản tươi sống, diện tích là 5 mét vuông, được bố trí từ lô số 41 đến lô số 65. Đối với hàng hấp nước hải sản, diện tích là 5 mét vuông, được bố trí từ lô số 66 đến lô số 75. Đối với mặt hàng lưu niệm, đối với mặt hàng hấp nước, diện tích là 5 mét vuông, được bố trí từ lô số 66 đến lô số 75. Đối với mặt hàng lưu niệm, diện tích là 10 mét vuông, được bố trí từ lô số 76 đến lô số 85. Ban quản lý các điểm du lịch cộng đồng La Di tính thông báo với các hộ kinh doanh tại điểm du lịch cộng đồng Tâm Bình được biết và tham gia bốc thăm. Ký thay trưởng ban, phó trưởng ban, đồng thủ tướng cho một phần đi. Cho nguyên thằng đi. Tôm hùm nướng gì ta? Cháy bơ tỏi. Tôm hùm cháy bơ tỏi. Võ Thị Xuân Mai. Ơi, không có xin cái kéo cắt. Võ Thị Kim Cúc. Người ta không có cắt hả? Này, này chỉ cắt làm đôi không à? Bố Nguyễn Thị Mờ. Chưa cắt miếng nhỏ. Chúc bà đem. Mai với thầy bơm. Đây, bây giờ mình sẽ check in thử tôm hùm ngon không hả các bạn? Cháy bơ tỏi. Chưa cắt ra cho nên là nó dính nguyên một cục luôn. Bẻ ra luôn. Bẻ ra luôn. Cũng chắc thịt lắm chứ bộ. Bơ tỏi các bạn, không có gia vị ớt vô. Hồi bữa ở ngoài mũi né ăn cái gì vậy bà, nướng hình như muốn phô mai cái gì á. Một bên phô mai, một bên bơ tỏi, hai một con mà chia làm đôi mà ngon cắt quá. Nhỏ nhỏ ra mà ăn nghe nó đã. Cái này thì dạng như là ăn mà để no đó. Tươi thì tươi thiệt nhưng mà ăn no thôi chứ. Ờ, nó không có cái nó hương vậy của gia vị á. Lát tới món cá mày thích kìa. Đó, lát tới đó. Rồi.
gian thế nào đây nha. Em nó có phải cái này có phải cần kéo cắt không? Thì không vậy thì bắt ăn được. Vậy hả? Cái này gì đây mà mắm me chấm cá đó con. Lấy dùng cái chén. Này ăn đi, tao bao ăn đã luôn. Kinh doanh với nghề kinh doanh như sản xuất hải sản khô, yeah, hành cái chim nướng mà các bạn. Mỗi hộ kinh doanh sẽ được bố trí lát mua đem về. Còn đối với mặt hàng ăn uống, diện tích 50m² được bố trí từ lô số 1 đến lô số 24. Nhiều đây phải 11 người ăn. Diện tích là 5m² được bố trí từ lô số 25 đến lô số 40. Vậy là không có thắc mắc gì đúng không? Diện tích là 5m² được bố trí từ lô số 41. Bên này chắc mấy là Nguyễn Thị Lan, 18 mấy chục, khá là nhiều anh. Trong huyện Hoàng Phượng, Tân Lý Hai, Tân Bình, La Duy, Băng Anh, Nguyễn Thị Tố Mai, Tân Thiện, La Duy. Con cá đuối hồi nãy là 20.000 con. Đó là phần của ba. Ăn rồi, ăn hết rồi. Có muối ớt xanh nè, ngon. Đây là tour đầu tiên của em bé được ra biển Cam Bình. Lần đầu tiên được tắm biển luôn. Đi qua đây, mày mốt lớn lên coi lại clip này. Mát khỉ, nắng đen thùi luôn. Xích xích cho đây nè, cho đỡ nắng. Cái gì vậy? Cái gì mà nướng không vậy? Đó, chơi gì à? Không sợ bị nắng. Yeah. Đã nha, đã nha. Để cho sóng biển cắm đi con. Đi.
Đi thôi. Mẹ mày được rồi hả? Đi bóc cát hả? Mặn ơi, mặn ơi kìa, liếm mặn ơi. Mặn ơi, mặn ơi, mặn quá à. Để bấm tắt thêm dầm đi. Đứng trên thử. Sợ, sợ rồi. Trời ơi, giống ba hồi nhỏ rồi. Giống ba nhỏ rồi, giống ba nhỏ rồi. Giống ba rồi, giống ba rồi. Gì mà nó đánh đùng đùng hay ghê quá. Thôi ổng lên đi. Đi vô dũng đi. Đi vô dũng. Đi vô dũng đi. Thank you.
nàng tiên cá trên bờ các bạn, tí xíu mới đem về phòng hiếp dâm. Đem vô luộc đi. Nhiều. Nhiều hấp thái. Rồi rối. Đó, trứng mở luôn. Ừ, đã không? Đã không? Hình như hang bồ của nó sao lưng phải. Che cái vú lại. Che vú lại. Vú nhỏ, bỏ cát vô cho nó bự ra. Đồ má hồng nó rúng luôn. Đâu rồi?
Nên tướng mát xa nè. Chơi cái cano vô nhất cổ đúng rồi đúng rồi. Ây da, ây da, ây da, đau mày. Đây trời hơi nóng các bạn, cho nên là mình lấy ly cam ra bay cho em bé nó mát. Mavic Mini này thì bay được tầm khoảng 20 phút. Trong điều kiện mà không quay phim mà bay một chỗ như thế này thì có thể là bay được tới 25 phút lần các bạn. Bay nãy giờ nè vẫn còn được 13 phút nè. Nó đứng yên một chỗ luôn trong nhà các bạn. Rất ok ha. Ở dưới bụng của Mavic Mini thì nó có một cái cảm biến hồng ngoại ở mấy dưới bụng, cho nên là bay ở trong nhà nó đứng yên một chỗ là rất là ok. Gió thì bao mát luôn các bạn. Mai lay cam thì cũng có thể là dùng để làm quạt mát trong những cái điều kiện thời tiết ngoài biển nóng như thế này. 1:45 thì mình từ biển Cam Bình trở về ha các bạn. Tí xíu mình sẽ ghé ngang chùa Bốn Riêu. Hôm bữa đó là đi Vũng Tàu về chung với các bạn mà không có ghé được. Thì bữa nay sẽ ghé chùa Bốn Riêu thôi bạn. Tí mình sẽ quay cho các bạn xem chùa Bốn Riêu. Chắc cũng ít bạn đi xe máy vô cái địa chỉ này lắm. Tại vì thường thường là đi xe đòn thì người ta mới chở mình vô tới chùa Bốn Riêu. Tại sao nó lại có tên là chùa Bốn Riêu? Tí xíu mình quay thì các bạn sẽ hiểu ha. 100m nữa, rẽ phải. Rẽ phải, sau đó điểm đến của bạn nằm ở bên trái. Mình đã tới chùa Phước Hải nha các bạn. Có tên là chùa Phước Hải, tu viện Phước Hải. Nhưng mà trên bản đồ Google Map thì ghi là chùa Bốn Riêu. Là các bạn có thể là tìm được vị trí ở đây. Bữa nay ngày thường nên rất là vắng. Bình thường là đông lắm đó các bạn. Người ta có xây mấy cái giường bằng đá để cho giống như là tài xế hoặc là khách mà đi mệt á ra nằm nghỉ ở cái lán bên kia kìa. Đó không? Còn nguyên cái khu vực này nếu mà đi vô cái ngày chủ nhật hoặc là cái ngày du lịch á là đậu hết kín ở cái khu vực này luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô tham quan tu viện Phước Hải ha các bạn.
để coi thử coi là tại sao lại có tên là chùa Bún Riêu. Hiện tại thì các bạn thấy ở đây có một ngôi chùa rất là lớn, nhưng mà mấy năm về trước á, thì không có chùa lớn như vậy đâu. Do là gọi là sao ta, người đi du lịch á, Phật tử đi du lịch á, là cách ghé ngang ở đây thì chùa này á, người ta có đãi cho khách thập phương là các món ăn chay, ví dụ như là bún riêu nè, rồi cơm chay, nói chung là nhiều món chay lắm, thì cứ đoàn nào cũng ghé hết. Thì có người á, người ta quyên góp ít thì người ta quyên góp ít, nhiều thì người ta quyên góp nhiều đó, rồi xây dựng lên ngôi chùa lớn như thế này. Đây cũng là một trong những cái địa điểm khi mà đi Vũng Tàu á, thì hầu như là đoàn khách du lịch nào cũng ghé ngang. Thứ nhất là để ăn cơm chay, thứ hai là quyên góp, thứ ba là cũng thắp nhang lại Phật nè. Đó. Rồi một cái ở đây rất là đặc biệt đó là có bán chao các bạn. Mà chao ở cái chùa bán rất là ok luôn, rất là ngon nha. Bạn nào mà có chưa đi thì có thể là đi thử. Các bạn hãy search Google Maps là chùa Bún Riêu thì nó sẽ ra vị trí ha. Từ quốc lộ 51 mình chỉ quẹo khoảng một cây số thôi là vào tới chùa rồi. Đây, từ ngoài chùa thì các bạn đi thẳng vào bên trong thì các bạn sẽ thấy được là cái gian mà nhà người ta gọi là nhà ăn đó các bạn. Thì vô đây á, là các bạn sẽ tự lựa chọn món ăn chay ưa thích của mình, tự phục vụ luôn. Đúng rồi, giống lâu lắm rồi thì mình mới ghé lại tu huyện Phước Hải các bạn. Đây chắc cũng khoảng cỡ 5-7 năm rồi. Ngoài chao đem bán đem về thì còn rất là nhiều, gọi là sao ta, gọi là gì ta, quà lưu niệm á, giống giống vậy. Nhưng mà đồ ăn là chính. Mình đi vô ngày thường á cho nên là vắng đó các bạn. Nếu mà đi vô ngày chủ nhật hay là những cái ngày du lịch á là cực kỳ đông luôn. Ngồi kín mít luôn các bạn, không có chỗ mà đi chen chút. Khu vệ sinh hả các bạn, nhà vệ sinh. Đó, khu chén bát tô dĩa nè, các bạn có thể là tự vào phục vụ luôn. Đây là quầy cơm. Hôm nay thì vắng khách đó các bạn, cho nên là cũng ít đồ ăn, ít món ăn. Đây nè, đó, các bạn ăn cơm thì các bạn tự lại múc cơm nè. Bình thường nếu mà đông là sẽ có người múc giùm cho mình đó, nhưng mà bữa nay thấy vắng thì chắc là tự mình múc luôn. Ăn nhiều thì múc nhiều, ăn ít thì múc ít. Bên đây là quầy bún nè các bạn. Bây giờ mình sẽ qua quầy bún ha. À, quầy bún nè. Ta có để sẵn bún được trong tô rồi, giờ mình chỉ việc múc nước lèo thôi. Có cô này lại múc nước lèo nè. Đó, giờ ăn em lấy hai tô ha. Đó, cô đó. Đây chồng cầm bưng cho em tô. Đơn giản như vậy thôi á các bạn. Thì ở đây á, cái món mà người ta thường vô ăn nhất luôn, tức là bún riêu. Cho nên là có tên là chùa Bún Riêu thôi các bạn.
này thì có hình như có Giang ở trên nữa. Có Giang ở trên. Thì đúng rồi, ở này xây lại mà. Ngày nay đi ăn đồ biển không? Giờ vô ăn chay nghe cảm giác thanh tịnh. Nước nấm dừa dừa dễ ăn. Nước mà nấm thôi. Tô cơm trộn của mình đó bạn. À, đây còn món nữa nè. Lấy mỗi món ít ăn cho biết rồi. Đây là ẩu qua. Ẩu qua dòi tàu hũ. Cơm
tối về nó cơm nữa mà nó ăn rồi. Đây, à, đây có bán nước tương nè bạn, rồi muối muối ớt nè, rồi chao nè. Cái này cái gì ta? À cái gì để về kho với thịt gì đó không? Nước màu hả? Nước màu. Cái gì năm hũ nha, năm hũ chao. Muối tiêu. 135. Đủ hết á, đủ các mặt hàng. Có rất là nhiều loại các bạn, nhưng ở đây thường thường người ta mua chao nhiều. Đó, vô bịch lần là 4 hũ, 5 hũ, rồi có hũ nhỏ, hũ lớn, hũ nhỏ là mé bên kia rồi, và đang đứng ở bên đây. Rồi có tương ớt. Ờ, đa số là những cái mặt hàng ở đây là chùa làm các bạn. Nước mắm chay. Các bạn thấy ở bên trong này không? Để một đống chao luôn nè. Đó. Cột sẵn luôn. Cái rổ đó là người ta vô làm từ thiện á, người ta công quả, người ta sản xuất chay. Qua đây cho. Đâu? Ở bên đây thì các mặt hàng bánh kẹo của Long Thành. Chai nước nè anh ơi. Nhưng mà thường thường thì khách vô đây mua chao với lại nước tương, tương, nước mắm, tương, tương hột. Đúng không? Thì quay hình ảnh rất là đẹp các bạn. Đó, như các bạn đang thấy mình quay 6:15 chiều tối. Đó, thấy không? Màu sắc đồ hình ảnh đồ quá là ngon luôn. Nhưng mà âm thanh của nó thì thu vô quá cùi. Tại vì cái hướng mà đặt mic của nó dở hơn so với thằng Guru 7 nhiều lắm. Cho nên nếu như mà bạn nào mà muốn mà xài mà ghi âm, thu âm lúc mà chạy xe thì Guru 7 rất là tiện. Còn Goro 8 thì chỉ quay cảnh là đẹp thôi. Mình có một chuyện đi vô Sài Gòn các bạn, cho nên là bây giờ mình còn đang ở trong Sài Gòn nè, đang chạy về Củ Chi. Bữa nay đi thì cũng gặp khá là nhiều chốt cảnh sát giao thông. Tuy nhiên là mình chạy quen rồi cho nên là không có bị dính chốt nào hết các bạn. Tốc độ thì cứ từ khoảng 60 cho tới 80 ngoài khu dân cư. Đường quốc lộ là 80, vô trong khu dân cư quốc lộ là còn khoảng 60. Những cái đoạn nào mà đặc biệt là người ta có cấm bản là 50 thì mình chạy 50 thôi các bạn. Cho nên là đi ô tô cũng tương đối là đơn giản với lại là nhàn lắm. Chạy đường ở ngoài Vũng Tàu thì xe không có đông, cho nên là cái xe mình nó cứ đều ra chạy thôi. Ít phải thắng, ít phải về số là khỏe. Còn như đi trong Sài Gòn mà đi xe số sàn giống như mình đó thì dầm con rồi dầm thắng hơi nhiều, vô số rồi rất là mệt. Y chang như các bạn đang chạy xe con tay thì xe hơi nó y chang vậy. Xe hơi thì nó khó hơn tí xíu nữa là mình phải canh bên hông xe trái phải đằng trước. Bây giờ là 7:35 rồi các bạn. Mình đã về tới Củ Chi ha, kết thúc hành trình khám phá biển Cam Bình La Ghi. Một cái biển rất là đẹp, hoang sơ cũng như là bán hải sản rất là tươi ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip tiếp theo, những hành trình tiếp theo của mình.